Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ dành một chút thời gian để hướng dẫn cho mọi người một cái cách vẽ chân mày làm sao chuẩn nhất và cho cái dáng lông mày của mình được đẹp và phù hợp với khuôn mặt. Thì để vẽ được cái chân mày đẹp thì các bạn cần chuẩn bị những dụng cụ sau. Thứ nhất là các bạn có thể sử dụng một cái bút chì xé như này, và mình sử dụng tông màu là tông màu nâu đen. Tiếp đó là các bạn sử dụng một cái cọ. Cọ này là cọ đánh chân mày. Thì các bạn có thể nhìn rõ là nó bắt đầu và đầu nó hơi cứng một chút. Sau đó là các bạn cần một hộp bột chân mày như này. Bột chân mày này thì mình hay sử dụng tông màu nâu này. Màu nâu này thì nó đánh lên nó sẽ rất là tự nhiên, mà nhìn lông mày của mình nó gần như là màu nâu tây ấy, nhìn rất là đẹp và nó không bị đậm quá. Và tiếp sau đó là các bạn phải xác định được cái dáng chân mày của mình là cái dáng gì, là mặt mình hợp với cái dáng nào. Như ở đây là mình đã vẽ sẵn một dáng chân mày. Dáng này gọi là dáng cung tròn. Và khi các bạn vẽ thì các bạn phải xác định được là đâu là đỉnh, đâu là đầu và đâu là đuôi của chân mày. Thì mình hướng các bạn đo trước. Đầu tiên là các bạn dùng bút chì này, từ hai cánh mũi của mình hai bên các bạn kéo lên. Đây chính là đầu chân mày. Mình đo bên này cho các bạn nhìn rõ nhé. Đây chính là đầu chân mày. Từ cánh mũi ra đuôi mắt kéo dài ra, đây chính là đuôi chân mày. Điểm ngoài cùng của lắm đen mắt mình khi nhìn thẳng là đỉnh chân mày. Hay đi thì chóp mũi qua mắt, qua cái phần lòng đen này cũng chính là đỉnh chân mày. Và cái đỉnh này, cái dáng chân mày này thì có một cái nguyên tắc bất di bất dịch, đó là 2/3 và 1/3. Các bạn hiểu đó là gì không? Thứ nhất là từ đầu đến đỉnh này là 2 phần, và từ đỉnh đến đuôi này là 1 phần. Bao giờ mình vẽ cái dáng chân mày này mình cũng phải đặt cái yêu cầu đó là 2/3 này thì cong nhẹ, và 1/3 đuôi này thì nó hơi dài nhẹ ra đằng sau. Thì đã dáng chân mày này yêu cầu nữa là đầu chân mày nhặt và to, còn đuôi chân mày đậm và sắc nét. Bây giờ mình sẽ tiến hành vẽ chân mày. Các bạn có thể nhìn theo cái dáng chân mày mình bên này là hầu như là chưa có gì. Nên là mình sẽ sử dụng một cái gương nhỏ để trang điểm cái phần lông mày cho các bạn nhìn. Thì bước đầu tiên là các bạn sẽ đi đường chân mày dưới trước. Các bạn sẽ vẽ từ 2/3 đuôi mày dưới. Các bạn giờ cầm bút thì đừng cầm dặn rực như thế này, mà cũng đừng cầm quá dẹt. Các bạn cầm hơi nghiêng một góc 45 độ đến đỉnh này. Các bạn hơi vòng ngang ra. Đây là xong dáng cung mày dưới. Sau đó các bạn tiến hành tán cung mày trên. Bạn tán tương tự như bên dưới. Các bạn chú ý là đỉnh dưới và đỉnh trên nó hơi lệch nhau một chút. Hơi đỉnh trên nó hơi lệch vào trong này, trong về phía lòng mình. Thì cái đỉnh trên như này nó mới tạo được cái dáng lông mày nó cung, và nó sẽ bay lông mày hơn là mình vẽ đỉnh trên và đỉnh dưới là song song với nhau. Đây là mình đã xong cái cung mày. Sau đó các bạn dùng cái bút chì, các bạn phải nhẹ cái phần đầu lại. Đây là xong cái phần khung mày bằng chì. Sau đó là các bạn sẽ sử dụng bột chân mày. Các bạn chấm vào cái màu nâu mà bạn hay sử dụng đấy. Sau đó là các bạn sẽ tô vào cái phần đuôi chân mày. Đấy, để cho lông mày của mình nó có dáng hơn. Các bạn không nên lấy màu chỉ một lần, mà nên lấy nhiều lần để cái màu bột lông mày của mình nó được tự nhiên và được tán đều hơn. Đây là xong phần tô lông mày, các bạn nhìn chưa? Sau đó cái phần đầu lông mày có hai đường thẳng này, các bạn sẽ dùng cọ nhé. Phần dưới này các bạn đẩy lên. Đó, đẩy nhẹ lên để làm nhạt cái đầu lông mày. Phần trên này thì đẩy xuống để làm nhạt đầu lông mày. Các bạn có thể dùng tay để tán nhẹ phần đầu lông mày ra thêm thật tự nhiên. Đây, như này là mình đã xong cái dáng chân mày cơ bản nhất. Đó, bạn nhìn chậm. Sau đó là các bạn có thể sử dụng thêm một cái cọ chải lông mày. Cọ chải lông mày là cọ giống như này. Các bạn chải xuôi lông mày cho lông mày mình nó có dáng hơn. Mình có một lời khuyên cho những bạn mà mới đánh lần đầu là các bạn có thể dùng bút chì này. Các bạn chấm thẳng cái điểm vào đây. Chấm thẳng những cái điểm đây. Sau đó các bạn nối các điểm với nhau. Và các bạn tập dần cái đường nét cong đều của lông mày. Nó sẽ làm cho lông mày của mình được đẹp và tươi hơn. Và rõ ràng, rõ nét cái lông mày hơn. Đấy là về cái dáng chân mày cơ bản. Thì ví dụ như là các bạn trong quá trình mình vẽ sai chẳng hạn, cho những cái đường nét mà mình vẽ bị sai, ví dụ như mình bị lệch vào đây, thì các bạn có thể sử dụng một chút kem che khuyết điểm.
một chút kem che khuyết điểm. Sau đó các bạn dùng một cái cọ gọi là cọ che khuyết điểm, đầu nó hơi nhọn một chút. Các bạn có thể phẩy những cái vùng mà mình cảm thấy nó chưa được đẹp. Như vậy thì lông mày của mình cũng sẽ được dán được chuẩn và đẹp hơn. Trên đây là một số cái chia sẻ của mình về cách vẽ lông mày. Các bạn có thực hiện, có thể thực hiện tại nhà và có thể làm lại, làm đi làm lại nhiều lần để cái lông mày của mình được đẹp. Chúc bạn thành công nhé.